Xin chào anh em, mình đến từ msm.vn. Và ngày hôm nay mình đem đến cho anh em một chiếc Galaxy Note 9 của Mỹ anh em nhé. Thì anh em cũng biết là mình đã từng làm một clip hướng dẫn anh em cách mua một chiếc Galaxy Note 9 của Hàn. Và trong clip đấy rất nhiều anh em yêu cầu mình là làm cách hướng dẫn anh em cách mua Note 9 của Mỹ. Và ngày hôm nay thì mình cũng chờ lắng anh em mình làm luôn. Thì mình nói thật với anh em là cách mua thì cũng tương tự như nhau thôi, nó chỉ có khác một chút xíu thôi anh em ạ. Thì mình cũng nói qua luôn, rất là nhiều anh em hiện tại đang rất thắc mắc trong đầu là Note 9 của Mỹ, Note 9 của Hàn thì nó khác nhau ở điểm nào. Nó khác nhau cũng tương đối là nhiều anh em nhá, về hình dáng bên ngoài và màn hình các thứ đều giống hệt nhau. Nhưng chiếc Galaxy Note 9 của Mỹ nó lại một sở hữu một chiếc CPU, một chip SoC đến từ một thương hiệu của Mỹ, đó là thương hiệu Qualcomm anh em ạ. Nó sở hữu CPU Qualcomm Snapdragon 845, một trong CPU mạnh hiện tại bây giờ là xếp thứ 3 sau Snapdragon 855 và Snapdragon 855 Plus anh em nhé. Gần như là mạnh nhất hiện tại. Và RAM thì cũng chỉ là 6GB thôi. Đối với phiên bản 128GB, 512GB thì chắc cũng là 8GB. Nhưng mà bản thân mình chưa thấy con Note 9 của Mỹ bản 512GB nào cả, mà chỉ thấy của Hàn thôi. Camera và màn hình và tất cả các thứ đều giống nhau. Khác nhau thì chút nữa mình sẽ có một cái video mình đánh giá chi tiết hơn vấn đề khác nhau của chiếc Note 9 của Hàn và Note 9 của Mỹ và chiếc Note 9 của Việt Nam luôn. Note 9 bán ở thị trường Việt Nam luôn. Mình sẽ có một video khác sau, còn hôm nay mình chỉ làm cái video hướng dẫn anh em cách chọn mua chiếc máy này thôi. Đó. Thì anh em có thể nhận thấy dễ dàng ấy, cái việc khác nhau ngay từ trên vỏ luôn. Mình không nói dài dòng làm cái gì cả, anh em có thể nhìn đây. Anh em có thể nhìn thấy mình đã từng nói đồ ở trên cái video có Note 9 của Hàn ấy, đó là chiếc của Note 9 của Mỹ nó sẽ có chữ Galaxy Note 9 ở dưới này. Chỉ có Note 9 của Mỹ có Galaxy Note 9 ở dưới này thôi nhá. Mình nghĩ là một số nước mà lạ thì mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng mà mình nghĩ ở Việt Nam này, ở Singapore này, hay ở Lào, hay là Campuchia, hay là Thái Lan, hay là Đông Timor ở khu vực Đông Nam Á mình, hay là của Trung Quốc các thứ, thì mình đã từng nhìn thấy máy, thậm chí của Nhật Bản hoàn toàn không có chữ Galaxy Note 9 ở dưới này đâu anh em nhá. Còn Nhật Bản nó chỉ có chữ Galaxy thôi, không có chữ luôn. Đó, chỉ có thêm mình chỉ nhìn thấy của Mỹ là có chữ Galaxy Note 9 ở đây thôi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này, đây con này của Hàn Quốc này, con này của Việt Nam này. Đấy, anh em chỉ có nhìn thấy không, chỉ có chữ Samsung đây thôi nhá, không có chữ Galaxy Note 9 ở dưới này. Nếu trong trường hợp anh em đi mua chiếc Note 9, nhà bán hàng quảng cáo đó là của Mỹ mà lại không có chữ Galaxy Note 9 ở dưới này nhá, thì chắc chắn một điều mà anh em đó là lưng thay rồi. Đấy, cái đấy là cái cơ bản. Và vấn đề xem cụ thể thì nó cũng giống như của Hàn Quốc thôi. Đầu tiên chúng ta cầm trên tay, chúng ta có thể nhìn, hoặc là chúng ta mua hàng sai yêu cầu chụp cái màn hình trước cho. Cũng giống như video của Hàn Quốc thôi, anh em có thể nhìn thấy màn hình của Note 9 rất đen. Đen kinh khủng luôn, nó không phải là màn hình giả tiền, nó không trắng đâu anh em nhìn này. Đấy, đen xì một đằng trước luôn. Đấy, riêng trước một đen, còn đen cả trước đằng sau luôn. Đấy, nhưng mà cái đấy là vấn đề là chúng ta đang soi cái màn hình ở đây có phải là xịn hay không ấy, thì màn hình của nó xịn rất là đen, và bên trên đấy nó cũng không có một cái logo hay không có một cái ký tự của Samsung hay gì nó in ở bên trên anh em nhá. Ngày xưa thì thằng hàng Mỹ ấy, có hàng của nhà mạng T-Mobile ấy, thì nó hay in T-Mobile ở trên, nhưng hiện tại bây giờ thì mình được biết Samsung từ phiên bản S7 trở đi ấy, là nó đều chung một mã, nó không có phải là nhà mạng nào nó phân phối nữa mà đều chung một mã hết và được dùng chung tại Mỹ. Nó chỉ có khác ở nhà mạng là người ta cài vào thôi, nhưng mà mình nhìn thấy tất cả các sản phẩm của Mỹ giờ bật lên đều là logo như máy quốc tế rồi anh em ạ. Đấy, sử dụng chip Qualcomm, còn máy của Nhật Bản thì cũng Qualcomm nhưng mà nó là logo của nhà mạng Nhật Bản. Thì mình được biết là trên thế giới ấy, thì hiện tại là có bản phiên bản mà sử dụng chip Snapdragon 845 nữa, cũng giống như của Mỹ này, đó là phiên bản của Hồng Kông. Nhưng mà phiên bản 2 SIM anh em ạ, phiên bản là 2 SIM luôn của Hồng Kông. Và nhược điểm khi anh em mua Note 9 của Mỹ so với của Hàn nó sẽ là như thế nào, thì nhược điểm một cái cơ bản là Note 9 của Mỹ nó không dùng 2 SIM. Không bao giờ anh em dùng 2 SIM luôn. Của Hàn Quốc thì chúng ta có thể chạy phần mềm vào để dùng 2 SIM, mặc định là Hàn Quốc là chỉ một SIM thôi, nhưng chúng ta có thể chạy phần mềm vào để dùng 2 SIM. Nhưng của Mỹ không bao giờ chúng ta làm được việc đấy. Đấy là cái nhược điểm. Và thứ hai nữa, chip Snapdragon rất mạnh. Chip đồ họa rất cao, đồ họa Reno rất khỏe luôn, chơi game cực kỳ tốt luôn. Nhược điểm là sẽ nóng và hao pin hơn của Hàn một chút hoặc của Việt Nam một chút, nhưng mà cái đấy thì khó cảm nhận lắm. Cái đấy thì bởi vì nó chín nó quá là tốt rồi. Thế thành ra anh em dùng ấy thì anh em rất là khó cảm nhận được cái vấn đề hao pin hay nóng anh em ạ. Nhưng cái quan trọng là ở đây là chúng ta có một cái chip CPU, cái CPU để chơi game, cái GPU chơi game rất là khỏe luôn. Đó là chỗ chính của Mỹ sẽ đặc điểm như thế. Thì đầu tiên là mình cũng nói qua lại là nữa là chúng ta sẽ cùng xem cái màn rất là đen nhá. Cái thứ hai là chúng ta lật cái lưng lên lại nhìn lại là chỗ có chiếc Galaxy Note 9, và tiếp đó chúng ta có thể nhìn kỹ ở đây. Chúng ta có thể thấy ở dưới này là sẽ là in rất là nhiều ký tự. Nó sẽ có hình thùng rác gạch chéo và những ký tự về điện tử, về quy chuẩn, và bao giờ cũng có tên mã là SMN960U anh em nhé.
nó có sẽ có tên mã là SMN960U, còn vào trong phần mềm sẽ có một phiên bản là U1 hoặc là U không có cái gì cả, nhưng không quan trọng, nó là phải là N960U. Và bên cạnh đấy có một cái tự mã số riêng, và bao giờ cũng có thêm cái dòng chữ bên dưới. Cái này in rất nhiều chứ không như của Hàn Quốc, Hàn Quốc chỉ in một dòng thôi, nhưng cái này nó in như của Việt Nam luôn, rất là nhiều dòng. Đó là được thiết kế và lắp ráp bởi Samsung tại Việt Nam anh em ạ. Đây nó sẽ ghi rõ là sản xuất tại Việt Nam luôn, bao giờ của Mỹ cũng sẽ vậy. Anh em có thể thấy rất tự hào không khi một sản phẩm cao cấp và sành điệu như này, đẳng cấp như này, một flagship đẳng cấp của Samsung sản xuất bán cho dân Mỹ và được sản xuất tại Việt Nam, khi người Mỹ người ta nhìn vào người ta đã biết nghĩ Việt Nam luôn. Đó là cái thứ hai. Cái ở dưới cùng nó là dãy số email anh em nhé. Dãy số email ở đây anh em cực kỳ chú ý cái dãy số email luôn, bởi vì là dãy số email này sẽ xem trùng với máy hay không. Nếu không trùng với máy thì bỏ luôn. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Một dãy số email như thế này. Ở đây thì mình có một cái phiên bản của Việt Nam anh em này. Một phiên bản của Việt Nam luôn, in cũng hoàn toàn tương tự như của Việt Nam, in nhiều ký tự lắm, in 4 dòng luôn chứ không như 3 dòng như Mỹ. Thì của Việt Nam có tên mã là N960F-DS của Samsung, và bên dưới cũng được thiết kế bởi Samsung nhưng không chữ Mỹ Việt Nam, của Việt Nam thế. Nhưng mà nó lại có hai dòng email, có nghĩa email 1 và email 2 in ở bên dưới tiếp, và dòng cuối cùng là số serial number. Nhưng của Mỹ chỉ in email thôi, đây là của Việt Nam nhá. Của Hàn Quốc thì xem lại nào. Hàn Quốc là chỉ in mỗi dòng thôi anh em ạ. Đó. Có tên mã là SMN960N. Đấy, của Hàn Quốc như thế, nhưng của Mỹ đây. Chúng ta bây giờ chỉ tập trung của Mỹ thôi đúng không? Đấy, U anh em nhá. Nhìn qua bên ngoài như thế. Còn cũng giống như của Hàn thôi, chúng ta sẽ cùng soi ở viền. Cái viền thường thường nhà mình nhập máy rất là đẹp, thành thường thường còn nguyên siêu viền anh em này. Đấy, mình sẽ bóc ra cho anh em xem luôn nhá. Anh em có thể nhìn thấy này. Đấy. Đấy, còn nguyên này. Rất đẹp luôn. Anh em có thể, bởi vì anh em bỏ ra tiền đã mua một chiếc nó chín, giá của nó hiện tại bây giờ mình đang bán tại thời điểm cuối tháng 10 năm 2019 ấy, là mình đang bán với giá là tầm khoảng 9.350 anh em ạ. 9.350 là số tiền khá là cao rồi, hiện tại đang bằng một tháng lương của mình. Thế là thành ra anh em phải mua được cái máy rất là đẹp. Anh em có thể soi rất là đẹp và không bị thay vỏ nhá. Ở đây thì mình hướng dẫn anh em có thể soi rất là đẹp này. Anh em có thể nhìn cái viền này. Viền rất là đẹp luôn, không bị cấn móp hay là những cái mép, cái đường phay này của nó rất là tốt luôn. Đó, anh em có thể nhìn thấy khu trên này nó có một cái tem ghi là Quadcore 4G, là thể hiện sản phẩm này sử dụng chiếc Quadcore nhá. Nếu trên chiếc máy của Hàn Quốc mà cũng có như thế thì chắc đéo phải đâu. Đây chắc là hàng vô bẩn rồi. Đó, anh em có thể nhìn thấy này. Đó, các phím là rất nảy này và đều nhau này. Đó, anh em có thể nhìn thấy này. Và bây giờ cũng giống như của Hàn Quốc thôi, chúng ta sẽ cùng chú ý đến khu vực dưới này. Khu vực dưới này nó sẽ có một khu vực nhựa ở đây, thì anh em có thể vuốt nó sẽ là rất là đều này, nó sẽ rất là mịn và không bị gồ ghề và sẽ không bị sơn đè lên nhá. Nếu sơn đè và gồ ghề thì bị phun lại rồi. Nó sẽ màu hồng nhạt và cùng màu với lại cả chân sạc, cùng màu với cả chân tai nghe. Và tất nhiên rồi, chúng ta đi mua một máy cũ nó sẽ phải có vết sử dụng rồi anh em nhá. Sức sức một chút xíu không sao. Đừng để rơi vỡ rơi móp anh em ạ, bởi vì móp có thể bị vỡ và ép lại các thứ là không còn nguyên bản rồi. Anh em có thể nhìn thấy chân sạc hơi cũ này, có cắm tai nghe hơi cũ này. Đấy, nhân tiện đấy thì chúng ta có thể soi kỹ vào những cái mép này xem là có bị lòi keo ra ngoài hay không, bởi vì một số trường hợp các vị ấy tháo ra và ra rất là nhiều keo đây để mà giữ được áp suất mà, thì sẽ lòi keo ra ngoài. Chúng ta sẽ cùng nhìn cả mép màn hình nữa. Đó, chúng ta sẽ cùng nhìn nhá, nhìn kỹ các mép này, nó không bị lòi keo ra ngoài và nó rất là khít. Thường thường nó thợ nó hay dùng dao lam và nó bậy ở dưới này lên này, nên anh em có thể soi kỹ khu vực này nó không bị không bị có vết dao lam cạy lên, không bị vết dao lam cạy lên là ok nhá. Chúng ta cùng xem đây. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cùng xem chữ Samsung ở trên này, thì mình cũng nói giống như của Hàn thôi. Đây là màu tím và những chữ nước Mỹ sẽ có những cái màu giống như máy của Hàn. Anh em sẽ cùng xem lại clip hướng dẫn mua nước chính của Hàn để biết những cái màu sẽ là như nào nhá. Thì ở đây có chữ Samsung này, không chữ rất là đều, và chiếc màu tím nó sẽ có là màu bạc. Nhưng mà chiếc màu xanh ấy thì nó không phải là màu bạc đâu, mà nó sẽ có màu trắng và có đục đục xanh xanh như này. Đấy, cái màu khác thì cũng tương tự như vậy, anh em có thể nhìn kỹ nhá. Và tất nhiên rồi, lại nói lại nữa, có chữ Galaxy Note 9 này, cái này rất quan trọng, phải có ở đây nhá. Nếu là của Mỹ. Chúng ta cùng xem phía trên khu vực này. Thì những cái máy fake Samsung Galaxy Note 9 ấy, thường thường khu vực này nó sẽ là màu đen. Nhưng mà Note 9 xịn thì không phải màu đen đâu anh em ạ, nó sẽ là cái màu đồng màu với lại cả lưng là màu tím. Anh em phải nhìn kỹ đây, và đây là hai cái camera, một cái nhỏ hơn, một cái to hơn. Đúng không? Cái vấn đề đều hay không, nằm chính giữa hay không của camera không quan trọng đâu, bởi vì là cái này nó trôi nổi anh em ạ. Anh em nghiêng đi nó sẽ trôi nổi đấy, cái này không quan trọng là đều hay không. Và chúng ta nhìn kỹ, đây là cảm biến và đèn flash, nó sẽ nằm ở đây nhá. Cảm biến và đèn flash nằm đây. Đó, sau lưng như thế thôi, chúng ta sẽ cùng nhìn kỹ, không bị xước bên trong là ok. Và tất nhiên rồi, khi chúng ta xem những chiếc Galaxy Note 9 ấy, thì chúng ta rất quan trọng về cái bút đúng không anh em. Như trên chiếc Note 9 ở Hàn thì mình đã làm một cái video ấy, thì anh em biết là rút bút ra, máy màu nào rút bút ra, đường nét nó sẽ là màu đấy. Và đương nhiên trên chiếc Note 9 của Mỹ cũng sẽ tương tự anh em nhá. Bây giờ thì chúng ta đang có một chiếc máy màu tím ở đây, mình cũng nói lại là mình chỉ còn màu tím thôi. Giờ chúng ta cùng thử nhá, chúng ta sẽ cùng rút cái bút ra này.
Đấy, để màn hình tắt và rút cái bút ra, chúng ta có thể nhìn kỹ Google Maps này nhá. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nó nháy lên một cái màu tím không? Nó nháy lên một cái màu tím và bây giờ thì mình sẽ viết này. Chúng ta có thể nhìn thấy là nét chữ màu tím luôn. Đó, một chiếc Note 9 màu tím, nó sẽ là bút màu tím đây. Chúng ta sẽ cùng thử lại một chiếc màu xanh của Hàn Quốc nhé. Nó sẽ là màu xanh em nhá. Mình nói thật đấy, mình không nói điêu đâu. Như trước trên video hôm trước mình giới thiệu anh em rồi đó. Đó, anh em có thể nhìn thấy màu xanh không? Đó, nét chữ màu xanh này. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Đây là chiếc màu đen nhá. Mình sẽ cùng làm lại nào. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Nháy là cái màu bạc. Tất nhiên là màu đen, nó không thể là màu đen được. Nếu nó màu đen thì cái này chúng ta có thể nhìn được đâu. Nó là màu xám anh em ạ. Đây, em nhìn thấy không? Đó, xám bạc. Đấy, thì anh em có thể nhìn thấy nhá. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại này. Chiếc bút của chiếc Note 8, Note 9 màu tím. Thì khi rút ra nó sẽ là màu tím và đường nét sẽ là màu tím. Chúng ta cùng xoay kỹ cây bút xem có phải là bút xịn hay không. Thì tất nhiên rồi, bút xịn nó có nhiều cái chức năng. Đó là chức năng điều khiển từ xa. Bên trong nó có tích hợp một cái tụ điện. Em ấn nút này nhá. Đây, giữ nút này này. À, bật sáng. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy nó vào chụp ảnh không? Ấn này. Đó, nó sẽ hướng dẫn này, chụp ảnh quay video bằng cái nút này. Đó, anh có thể nhìn thấy không? Ok, chụp ảnh này. Đó, khi bút nó điều khiển được như vậy thì đây là bút xịn. Đấy rồi, chúng ta sẽ cùng lại đút bút vào anh em nhá. Nó cũng rất là hay khi mà Note 9 nó lại có cái những chức năng rất là hay như vậy. Anh em mình sẽ bỏ lại những chiếc máy này qua một bên. Anh em chúng ta sẽ là cùng xem lại này, bên trong phần cài đặt nhá. Chúng ta sẽ vào cái phần tính năng nâng cao S Pen ở đây. Điều khiển bút từ xa. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy pin là khả dụng là 100% không khi chúng ta rút ra nhá. Đó, nó sẽ hiển thị như này và chúng ta sẽ điều khiển được bình thường. Đó, mở máy ảnh này, chúng ta sẽ dùng một cái gì đó, chức năng gì đó chúng ta sẽ cài được vào đây. Đó, chiếc bút của Note 9 thì nó cũng như của Mỹ thì cũng như của Hàn như vậy thôi anh em nhé. Giống hệt nhau, nó không khác nhau một tí nào anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách vào chế độ download mode. Một điều thú vị là trên chiếc Note 9 của Hàn thì chúng ta không vào được cái này. Nhưng chiếc Note 9 của Mỹ chúng ta sẽ vào được bằng cách là ấn nhỏ tiếng phím bitbind và phím nguồn giữ cùng một lúc. À, chúng ta cùng giữ thôi, chúng ta chỉ cùng giữ thôi. Cho nó sập nguồn này, cứ giữ thôi anh em nhá. Đó, thì chúng ta sẽ vào được chế độ như thế này. Anh em lưu ý là trên chiếc Note 9 của Hàn lại, mình nói lại là anh em trên chiếc Note 9 của Hàn không vào được cái này nhá. Trên chiếc Note 9 của Hàn thì chúng ta vào bằng cách là chúng ta ấn nút nhỏ tiếng và cắm cáp vào máy tính anh em ạ. Nhưng trên chiếc Note 9 của Mỹ thì vào được cái này và hoàn toàn là hiển thị là tiếng Anh. Chúng ta có thể ấn nút nhỏ tiếng để mà chúng ta reset lại và chúng ta ấn nút to tiếng để chúng ta vào tiếp tục. Đấy. Cả trên chiếc Note 9 của Việt Nam chúng ta cũng không vào được này. Mình đã ấn trên chiếc Note 9 của Việt Nam cũng không vào được anh em ạ. Phiên bản Exynos chúng ta bắt buộc vào một cách là ấn nhỏ tiếng và cắm cáp. Nếu trường hợp nó là Note 9 của Mỹ mà chúng ta ấn những cái phím này mà nó không vào được reset lại như này thì đây không phải Note 9 của Mỹ. Note 9 của Mỹ phải vào được download mode như này nhá. Bây giờ chúng ta cùng ấn to tiếng này. Đó, khi vào ấn to tiếng thì màn hình sẽ bị tối đi. Và ở trên này thông tin nó rất là đơn giản anh em ạ. Nó không có nhiều thông tin như ở chiếc Note 9 của Hàn. Và ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy PRM lock là on. Mình đã đăng nhập vào tài khoản Google, ở đây nó sẽ báo là on, kệ nó thôi. Và cái chế độ VoID nó là 0/0. Cái này gọi là Knock 0/0, có nghĩa là chế độ này chưa bị can thiệp phần mềm mà hoàn toàn bình thường. Chế độ bảo vệ chip Qualcomm đang được kết nối. Anh em có thể nhìn ở đây chip Qualcomm nhá. Thông tin rất là đơn giản, tất cả các thứ thông tin rất là giản đây. Đấy, thôi bây giờ mình reset lại. Đó, mình chỉ cho anh em xem qua như này thôi nhá. Bây giờ mình lại ấn nhỏ tiếng Big Buy và nguồn. Ba cái phím phía này và phía này. Giữ cùng một lúc trong vòng 3 giây để nó thoát ra. Trên này nó sẽ không ghi thông tin modem giống như ở trên chiếc Note 9 của Hàn hay là của Việt Nam. Của Note 9 của Hàn Việt Nam nó sẽ ghi modem ở đây. Khi tắt đi chúng ta bỏ tay ra nhá để khởi lại. Hôm trước có bạn gọi điện hỏi mình là trên chiếc Note 8 của Hàn thì vào được cái chế độ này. Và các bạn gọi điện hỏi mình là ồ vì sao em vào rồi và bây giờ em muốn không thoát ra thì thoát ra của gì. Thì chúng ta lại ấn lại tổ phím như thế thôi và sập nguồn thì chúng ta lại đợi. Đó, anh em có thể nhìn thấy là chiếc Galaxy Note 9 của Mỹ khi khởi động lại nó sẽ hiện chữ Samsung nhé. Nó sẽ không hiện một cái tên nhà mạng nào cả, trừ trường hợp đấy là đến là phiên bản về được tại Việt Nam. Trừ trường hợp anh em chạy phiên một cái ROM của nhà mạng vào thì nó sẽ hiển thị của nhà mạng. Đây, chúng ta sẽ cùng kiểm tra vào bên trong. Ở đây thì mình đã cài rất là nhiều ứng dụng, chúng ta vào phần cài đặt này. Chúng ta sẽ kiểm tra về phần thông tin điện thoại. Thì ở trên này sẽ ghi là Galaxy Note 9 và đây là sản phẩm N960U1 anh em nhé. U1 này. Cái này là phiên bản U1, có những cái phiên bản là U thôi, không có số 1 đây thì cũng kệ nó anh em ạ, không quan trọng.
và chúng ta sẽ cùng nhìn thấy số serial number ở đây và là email ở đây 11064. Chúng ta nhanh tay lật lại, chúng ta sẽ tra đầy đủ 15 số email xem nó có trùng sau lưng không. Nếu trùng sau lưng là ok anh em nhé, cái đấy là ok rồi. Ok thì bây giờ mình cũng ấn lại lần nữa này, sau thăng 06 thăng để kiểm tra email này, xem lại là số serial number và email ở đây. Thì trên chiếc Galaxy Note 9 phiên bản Mỹ này thì nó lại không in serial number sau lưng như chiếc Việt Nam, thì chúng ta không quan trọng cái việc này đâu nhé, chỉ xem số email thôi. Đấy, thì cũng như những chiếc máy của Hà thôi, bây giờ chúng ta có một cái mã test đó là sao thăng 06 thăng. Chúng ta sẽ vào luôn phần sensor để chúng ta test cái áp suất ở đây anh em nhá, sensor này. Các bạn có thể thấy cái số là 1010 ở đây không? Cái này có thể là 1012, cũng có thể là 1019, mình không quan trọng. Quan trọng là bây giờ chúng ta ấn nó phải nhảy thì mới ok nhá. Chúng ta sẽ dùng hai ngón tay cùng ấn lên nào. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy không, lên 2 này. Đó, lại nhảy xuống dưới này, lên 2 này, nhảy xuống dưới này. Đó, lên 2 lại nhảy xuống dưới này. Áp suất cứ nhảy như vậy là ok anh em nhá, nếu mà nó không nhảy thì là có vấn đề. Đó, chúng ta có thể tháo cái sim và thử biết ở này. Chúng ta có thể tháo cái sim và thử biết ở đây, mình ấn nhá. Đó, mình ấn thử lại cho các bạn xem nhá. Cái chiếc máy này đã mình mất áp suất, chiếc máy mình đang dùng. Chúng ta ấn này. Đấy, chúng ta sẽ thấy nó nhảy nhẹ ở dưới. Nó nhảy nhẹ ở dưới như này thì cũng không có áp suất đâu anh em ạ. Anh em những cái máy như thế thì bỏ luôn. Đó anh em nhá. Đó, thì bây giờ lại trở lại cái máy Note 9 bình thường của chúng ta. Đây thì bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài, sensor ok rồi này. Mình sẽ thoát ra ngoài và chúng ta có thể kiểm tra một số chức năng ở đây như là màn hình này, chúng ta nhìn kỹ xem có vấn đề gì hay không. Nhưng mà cái này ấy, thì nó chỉ là chức năng thôi, thì cái này mình chỉ nói sơ sơ để các bạn biết để kiểm tra thôi. Nó đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ, mình hay dùng cái phần mềm để mình cài đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cài cái phần mềm nó vào, thì chúng ta có thể cài hai cái phần mềm này. Đó là cái phần mềm AnTuTu để xem cấu hình này, và có một phần mềm Phone Info để xem một chút chi tiết. Nhưng cái phần mềm Phone Info thì mình nói trước anh em là chỉ để tham khảo thôi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào AnTuTu nhá. Cái này để biết chắc chắn là sản phẩm này có phải sử dụng chip Snapdragon 845 hay không anh em ạ. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là nó là Galaxy Note 9 ở đây. Nhưng cái đấy nó sẽ không chi tiết bằng cách là chúng ta ấn vào thiết bị của tôi này. Đấy thì ở bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy nhá. Ở đây nó sẽ có tên mã là G60U. Nó phải là U nhá, mới là của Mỹ, nó phải là U mới là của Mỹ nhá. Chúng ta cùng kéo dưới chúng ta có thể thấy chip đồ họa Areno 630 và đây là Snapdragon 845. Đó, màn hình của nó là Full HD anh em ạ. Đó, camera 12-12 này. Chúng ta có thể nhìn thấy nó như vậy. Chúng ta sẽ cùng kéo dưới để xem chi tiết nhá. Màn hình 6.4 inch, mật độ điểm ảnh là 420 dpi. Đó, chi tiết hơn. Ở dưới này rất là chi tiết. Đó, các bạn có thể nhìn không, cực kỳ là chi tiết luôn. Đó, đó, thì đây là cái phần mềm mà chúng ta có thể xem, chúng ta có thể nhìn lại. Mình đã cài ở trên chiếc Hàn đây. Thì máy Hàn nó sẽ khác nhá, anh em có thể lưu ý là nếu mà nó phải là Snapdragon 845 chứ không phải là chip Exynos, và thậm chí nó không phải là một cái chip nào khác. Samsung nó chỉ sử dụng Snapdragon 845 thôi và sử dụng chip Exynos thôi. Đối với chiếc Note 9 chứ nó không có chip MediaTek đâu, không phải là máy của Trung Quốc mà lại Samsung bán ra thị trường Trung Quốc, mà phải sở hữu chip của Trung Quốc rồi anh em nhé. Như Mỹ nó không có chuyện đấy đâu nhé. Mà nếu mà sử dụng chip MediaTek thì đó là máy Trung Quốc fake nhái lại máy Samsung anh em ạ. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là sản phẩm dùng chip Exynos này. Đây khác nhau như này anh em này. Xem lại nhá, cùng xem lại nhá. Nó khác nhau như này này. Anh em có thể nhìn thấy là bên này là một chiếc máy của Hàn Quốc là Exynos 9810. Đồ họa là Mali G72 và trên này là Snapdragon 845 và đồ họa là Adreno 630. Đó, đây là chiếc máy của Hàn Quốc này, của Việt Nam này, của Việt Nam nhá, của Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng vào luôn. Của Việt Nam sẽ rất là giống của Hàn Quốc anh em ạ. Đây là sản phẩm bán ra tại Việt Nam này. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy này, cũng giống như Hàn Quốc thôi, đúng không? Đó. Đấy, thì bây giờ cùng chi tiết hơn một chút nữa thì chúng ta có một cái phần mềm là Full Info. Rất là nhiều anh em dùng cái phần mềm đấy, nhưng mà phần mềm đấy mình chỉ để xem cấu hình bên trong cấu hình một chút thôi, chứ mình không tin một số cái. Ví dụ như là bản Refobit thì chiếc máy này nó sẽ là nhận là máy fake. Đấy, một số sản phẩm Samsung Refobit sẽ nhận máy fake nên thành ra mình cũng không thích lắm. Mình chỉ cần xem qua thôi. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy này, một sản phẩm Galaxy Note 9 của Mỹ thì bao giờ cũng sẽ sản xuất tại Việt Nam anh em ạ. Chúng ta rất tự hào việc đấy đúng không? Nó sẽ sản xuất tại Việt Nam. Chúng ta còn nhìn thấy này, Galaxy Note 9 của Mỹ là tên mã là N960U gạch ngang Galaxy Note 9 và được sản xuất tại Việt Nam này.
Thì ở trên cái này nó xem được ngày xuất xưởng là ngày mùng 7 tháng 8 năm 2018, vi phạm bản hào bảo hành Knox là không, nhưng không nghĩa là không bị vi phạm, và màu sắc là màu tím anh em nhé. Đó, anh em có thể nhìn thấy tên mã ở đây XXA này. Đó. Đây chúng ta có thể nhìn thấy ký hiệu của mình, TMB như là của TO3, mình chỉ biết như vậy thôi. SPR là của Spin này. Đấy. VZVK là của Verizon này. USC là United States Telecom này phải, hay gì gì đó. Đấy, một số nhà mạng của Mỹ ở đây, AT&T là AT&T này. Đó, thì này là xuất cho các mã có thể dùng được, nhà mạng này có thể dùng được, quốc gia là Mỹ nhá. Đấy, mạng di động thì đây là tên mã của Việt Nam. Đấy, chúng ta có thể nhìn qua vào đây. Nó sử dụng Android 9 này. Mình đã phiên bản này thì chúng ta cập nhật phần mềm thoải mái nhá, RAM là 46GB và bây giờ còn chống 5,545GB này. Màn hình như thế này. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là máy ảnh 12 megapixel ống kính của Sony luôn. Camera trước cũng của Sony luôn anh em ạ. Đó, camera phụ cũng của Sony, camera trước là 8 megapixel thôi. Đấy. Nó không ghi rõ ở đây. Pin là 4000 này. Cái này có một cái hay cái là chúng ta có thể kiểm tra được số tình trạng pin là 94,5% và số lần sạc xả là 173 lần. Đó, cái này nó hay ở chỗ đấy. Chứ còn về phần kiểm tra tân trang ở đây nhá. Anh em lưu ý này, ở chỗ này có phần kiểm tra tân trang này. Thì tất nhiên rồi, chiếc máy này của mình nó là nguyên bản. Nhưng mà một số sản phẩm của Hàn Quốc ấy, Hàn Quốc là mình hay lấy được hàng sản phẩm refurbished của Hàn Quốc. Refurbished là hay là hàng trả bảo hành Hàn Quốc ấy, thì nó lại báo là bị sai lệch. Và tất nhiên rồi, những cái máy mà được Samsung người ta làm lại để bảo hành ấy, các thứ thì nó sai là chuyện bình thường. Nhưng những cái chiếc máy mà người ta lấy main của Samsung và người ta thay vỏ tại bên Trung Quốc ấy, thì cái phần mềm này nó vẫn báo là của nguyên bản anh em ạ. Bởi vì cái phần mềm nó chỉ, cái này nó chỉ đua vào phần mềm thôi, chứ làm sao nó phát hiện được chỗ chúng ta có đã bị ép kính hay chưa, đúng không? Thì cái phần mềm này mình chỉ tham khảo cái vấn đề những cái chức năng kia thôi, còn những cái chức năng cái kiểu tra tân trang là mình không tin, mình bỏ qua những cái đấy anh em nhé. Đó, thì xem Galaxy Note 9 của Mỹ thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Nó chỉ khác cái bảo hành là nó dùng Qualcomm Snapdragon 845 chứ không phải là Exynos. Còn tất cả các thứ khác thì nó tương tự như vậy. Mình sẽ sớm gửi đến cho anh em cái video là mình sẽ đánh giá và chơi game trên hai chiếc máy này. Và thôi, kèm cả chiếc máy của Việt Nam nữa, xem hiệu năng của những chiếc máy đấy nó sẽ là như thế nào, có gì khác nhau hay không. Anh em xem clip này ý, mà anh em cảm thấy thiếu sót hay là muốn bổ sung cái gì thì anh em comment ở bên dưới để đóng góp cho tất cả mọi người xem được biết thêm. Và nếu mà anh em cảm thấy hay thì anh em chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Anh em thấy thích kênh của mình thì anh em mình cho mình subscribe ủng hộ mình để mình sẽ đưa ra những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em xem clip nha. Chào tạm biệt anh em.